có duyên biết mệnh, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, gặp thời đổi vận, phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két, đúng từ nay tới Tết 2025 vào nước đố đổ dách. Kính chào quý cô bác đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Quý vị cô bác thân mến, có câu nói thế này, sự thật là ai cũng sẽ làm tổn thương bạn, dù là người thân hay bạn đời, người bạn trân quý hay những người kể cạnh gần bên. Việc của bạn là tìm cho ra những người xứng đáng để bạn chịu khó, chịu khổ, xứng đáng để bạn ngậm đắng nuốt cay hoặc giả bỏ qua cái tôi mà dĩ hòa vi quý. Còn đừng hy vọng vào lòng người hay nhân tính quá sâu, vì cái mệnh của bạn là mệnh cô độc, tức lắm lúc nhìn xung quanh bao khuôn mặt tươi cười mà chỉ mình ta đối diện với đời. Nhưng vì bạn không bỏ được, bạn không phủ được, bạn không tuyệt tình được, bạn cả nể, bạn trọng nghĩa, bạn nặng tình, nên bạn đành chấp nhận những sự chằng chịt trái ngang của nhân tâm, nhân tính chứ biết làm sao đây. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, có người liên tiếp gặp các hạn gây ra, đen đuổi đủ phần, nhưng cũng có người may mắn, công thành danh toại. Nhưng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 bất ngờ được ơn trên thương xót, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, làm đâu trúng đấy. Tiền bạc cứ ào ào chảy về nhà, chất đầy két, giàu sang phú quý bủa dây, nếu nắm bắt cơ hội tốt lần này thì sự giàu sang, sung túc sẽ bền vững cho tới tận cuối đời. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người Giáp Thìn sinh năm 1964 từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong những ngày này, người tuổi Giáp Thìn có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an đón lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp thời đổi vận, phát tài phát lộc, tiền về ngập két, từ nay tới Tết 2025 vào nước đố đổ dách. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Những người Giáp Thìn này tính tình nóng nảy gấp gáp, cuồng nhiệt. Họ luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn, quan trọng nếu sinh được giờ tốt. Người luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Người này có số thủy nạn, hạn xấu năm 49 tuổi. Vì đứng can giáp nên tuổi này nếu ra khỏi quê quán sinh sống sẽ hiển dinh, giàu có. Tuổi này có nhà cửa khang trang, ruộng đất nhiều, trường hợp ít gặp may mắn cũng được hưởng của thừa kế của ông cha giúp làm cơ sở. Theo tu vi phương dung, nam mạng tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, dạng sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi Giáp Thìn có được cuộc sống tốt đẹp và toàn vẹn. Trong cuộc đời họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hưởng hạnh phúc và an nhàn. Tuổi Giáp Thìn có bổn mạng rất tốt, làm ăn gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Trong công việc, giao dịch thường nắm chắc phần thắng lợi, sinh ra đã có số phú quý, chính vì thế cuộc sống sẽ được an nhàn và hưởng phúc về sau. Tuổi thọ trung bình từ 65 đến 70 tuổi, nên làm nhiều việc thiện tích đức để gia tăng thêm tuổi thọ. Ngược lại tuổi thọ sẽ bị giảm. Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh phúc đăng quả, lửa đèn nhỏ, khắc xoa xuyến kim, con nhà bạch đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Thìn số mạng may thay, tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sinh. Thu đông sinh ra khổ hèn, xuân hạ sinh đặng như đèn sáng trưng. Trai thì vui vẻ đào hoa, tính thì hiền hậu, không hay gian tà. Thuận sinh sung sướng biết bao, lỗi sinh cực nhọc gian lao lắm lần. Ví như cờ bạc đánh thua, về nhà lo lắng như cua gãy càng. Số này trước ngắn sau dài, vợ chồng thay đổi 3 lần mới yên. Số phải tu niệm ăn chay, sống lâu hưởng phúc lộc trời ban cho. Cuộc sống, tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn, ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Tóm lại,
tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn toàn về cuộc đời. Tuổi Giáp Thìn hưởng thọ trung bình từ 65 đến 70 tuổi, làm ác thì giảm kỷ, làm phước thì được tăng thêm niên kỷ, đó là luật định của tạo hóa. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều hay đẹp, luôn luôn làm chủ động và quyết định, ít khi bị đau khổ về tình duyên. Sau đây là sự thay đổi của tuổi này. Nếu sinh vào những tháng này, cuộc đời có 3 lần thay đổi vợ chồng, đó là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Sinh vào những tháng này, tuổi Giáp Thìn có 2 lần thay đổi vợ, đó là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng 1 và 12 âm lịch, nên xem bảng ghi trên để hiểu rõ cuộc đời bạn có mấy lần thay đổi tình duyên. Gia đạo, công danh, tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Gia đạo không sôi động bất thường nhờ tuổi sáng tỏ của tuổi Giáp Thìn. Sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ dở, tiền bạc dồi dào không có thiếu thốn. Nói tóm lại, sự nghiệp và tiền tài đã đến lúc phát đạt hơn mà không bao giờ có sự sụp đổ bất ngờ. Những tuổi hợp làm ăn, sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận lựa chọn vì nhờ ở những tuổi hợp mà bạn có thể phát triển thêm nghề nghiệp và tiền tài của bạn. Đó là những tuổi hợp nhất với tuổi Giáp Thìn, là những tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi trên bạn nên hợp tác làm ăn thì mang lại nhiều thắng lợi trong cuộc đời. Lựa chọn vợ, chồng, trong việc tình duyên, bạn cần nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc đời không bao giờ dẫm lên thất bại mà trái lại có nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về mọi khía cạnh khác trong cuộc đời mình. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết duyên với những tuổi này, đời bạn hoàn toàn phát triển về mọi mặt cuộc đời như tình cảm, tài lộc, tình duyên và cả danh vọng. Kết duyên với những tuổi này, tuổi Giáp Thìn có một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là tuổi Giáp Thìn kết duyên với các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý, Mậu Tuất. Tuổi Giáp Thìn kết hôn với những tuổi này thì sẽ trở nên nghèo khổ. Đó là các tuổi Quý Sửu, Tân Sửu. Hai tuổi này không hợp về tài lộc công danh với tuổi Giáp Thìn. Đó là những năm mà tuổi Giáp Thìn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi. Những năm này rất khắc kỵ với tuổi Giáp Thìn. Sinh vào những tháng 2, 3, 6, 7 và 8 âm lịch, bạn sẽ có nhiều vợ trong suốt cuộc đời. Những tuổi đại kỵ, đừng nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi này sẽ thất bại, tuyệt mạng hay sinh ra cảnh biệt ly buồn não. Đó là các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Thìn phải cúng sao hạn, ngày giờ và sao hạn hàng năm. Không nên bỏ lỡ dịp hay quên ngày cúng sao, rất có hại cho bản thể. Cúng sao thì giải được hạn vậy. Những năm khó khăn nhất, đó là bạn ở vào năm có số tuổi 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Giáp Thìn thuận những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào những giờ và tháng nói trên không có thất bại trong mọi công việc và trên mọi lĩnh vực của cuộc đời. Năm 2024 có thể nói là một năm đầy biến động và nhiều thử thách đối với những người sinh năm Giáp Thìn 1964. Ngay từ đầu năm, quý vị đã phải đối mặt với những cơn sóng gió lớn trong sự nghiệp. Những biến cố bất ngờ trong công việc đã làm cho không ít người tuổi Giáp Thìn cảm thấy trao đảo, thậm chí có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Áp lực từ công việc đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ. Những dự án tưởng chừng như đang trên đà phát triển lại gặp phải trở ngại, làm chậm tiến độ và khiến quý vị phải nỗ lực gấp bội để cứu vãn tình hình. Về tài chính, năm 2024 cũng không phải là một năm dễ dàng. Các nguồn thu không ổn định, trong khi những khoản chi lại ngày càng tăng lên. Đối mặt với áp lực tài chính, đôi lúc quý vị cảm thấy chật vật trong việc cân đối cuộc sống, từ việc chi tiêu cá nhân đến gánh nặng lo toan cho gia đình. Những khoản đầu tư, dự án làm ăn có khi mang lại lợi nhuận không như mong đợi, dẫn đến cảm giác lo lắng và căng thẳng. Thế nhưng, dù khó khăn đến đâu, người tuổi Giáp Thìn vẫn giữ được một tinh thần lạc quan và sự quyết tâm mạnh mẽ. Gia đạo cũng không hoàn toàn bình lặng trong năm nay. Có những lúc những mâu thuẫn nhỏ nhen giữa các thành viên trong gia đình bất ngờ bùng nổ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Những chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng khi tích tụ lâu ngày lại trở thành ngọn nguồn của những bất đồng. Đôi khi chỉ một lời nói vô tình cũng có thể gây ra hiểu lầm. Tuy nhiên,
với bản lĩnh và sự điềm tĩnh của tuổi Giáp Thìn, quý vị đã luôn biết cách dàn xếp, tìm kiếm sự đồng thuận, giúp gia đình trở lại hòa thuận. Nhìn lại hành trình đã qua trong năm 2024, có thể thấy rõ rằng dù gặp không ít khó khăn, người tuổi Giáp Thìn vẫn luôn tìm cách để thích nghi và vươn lên. Đó chính là bản chất của con giáp này, không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Sức mạnh nội tâm của Giáp Thìn chính là một tài sản quý báu, giúp quý vị luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tiếp tục cuộc hành trình với lòng tự tin và sự vững vàng. Từ nay đến cuối năm, vận trình của quý vị sẽ có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đặc biệt trong công việc, những trở ngại mà quý vị phải đối mặt trước đây sẽ dần được hóa giải. Những nỗ lực không mệt mỏi sẽ được đền đáp bằng sự ổn định trong sự nghiệp. Những dự án, kế hoạch tưởng chừng như thất bại trước đó sẽ có cơ hội hồi sinh, mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn. Không chỉ vậy, quý vị còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn, đồng nghiệp hay thậm chí là quý nhân, mở ra những con đường mới cho sự nghiệp phát triển. Về tài lộc, các nguồn thu sẽ dần khởi sắc, những khó khăn tài chính từ nửa đầu năm sẽ dần được tháo gỡ. Nhờ vào sự tỉnh táo trong quản lý chi tiêu và những quyết định đầu tư thông minh hơn, những tháng cuối năm mang đến cơ hội để quý vị tăng cường tài sản, cải thiện tình hình tài chính một cách đáng kể. Đây là lúc quý vị cần tập trung vào những cơ hội mới và tránh những rủi ro không cần thiết. Trong gia đạo, không khí gia đình sẽ trở nên hòa thuận và êm ấm hơn. Những mâu thuẫn nhỏ nhen trước đây sẽ dần được giải quyết thông qua sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu lẫn nhau. Tình cảm gia đình ngày càng gắn bó, mọi người cùng đồng lòng vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Các mối quan hệ sẽ trở nên gắn kết hơn và đây chính là thời điểm để quý vị dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, vun đắp những giá trị tình thân quý báu. Những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều may mắn và cơ hội để quý vị tiến bước, không chỉ là sự ổn định trong sự nghiệp và tài chính, mà còn là những bước tiến mới trong cuộc sống cá nhân. Quý vị sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, mở rộng mối quan hệ và tìm thấy những con đường mới để phát triển. Hãy tận dụng những cơ hội này để củng cố sự nghiệp, tăng cường tài lộc và xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Cuối cùng, năm 2024 khép lại sẽ không chỉ là một hành trình gian nan, mà còn là một năm mang lại nhiều bài học quý giá. Dù những khó khăn có thể chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng với sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, người tuổi Giáp Thìn sẽ tiếp tục tiến xa, vượt qua mọi thách thức để đạt được những thành công mới trong tương lai. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực trong sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn 1964. Nếu nửa đầu năm, quý vị phải đối mặt với không ít khó khăn và cảm thấy áp lực trong công việc, thì từ nay đến cuối năm, mọi thứ sẽ dần trở nên sáng sủa hơn. Đây chính là khoảng thời gian mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng. Những khó khăn trước đây dù lớn hay nhỏ sẽ dần được tháo gỡ. Những trở ngại mà quý vị từng nghĩ là không thể vượt qua lại bắt đầu nhường chỗ cho những cơ hội mới. Những dự án bị đình trệ có cơ hội được hồi sinh và những kế hoạch từng bị trì hoãn sẽ được triển khai trở lại. Sự nghiệp của quý vị đang trên đà phục hồi mạnh mẽ và điều này giúp quý vị có thể tự tin hơn trong việc đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Sự hỗ trợ từ quý nhân cũng là một yếu tố quan trọng, giúp quý vị đạt được thành công trong giai đoạn này, dường như trong những lúc khó khăn nhất. Luôn có người sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên đúng lúc. Đây có thể là những đồng nghiệp thân cận, những người bạn đáng tin cậy hoặc thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang đến những cơ hội bất ngờ. Với sự xuất hiện của quý nhân, con đường sự nghiệp của quý vị sẽ trở nên thuận lợi hơn. Họ có thể giúp mở ra những cánh cửa mới, giới thiệu những dự án tiềm năng hoặc đơn giản là giúp quý vị tìm ra giải pháp tối ưu cho những vấn đề còn đang gặp phải. Cơ hội mới không chỉ đến từ những người khác, mà còn từ chính bản thân quý vị. Đây là thời điểm mà sự sáng tạo và nhạy bén của tuổi Giáp Thìn sẽ phát huy tối đa. Quý vị sẽ cảm thấy mình có động lực lớn để thử nghiệm những điều mới, phát triển những ý tưởng táo bạo và mở rộng phạm vi hoạt động. Những ai đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh nên nắm bắt thời điểm vàng để hiện thực hóa giấc mơ. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ mang lại thành công lớn nếu quý vị dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bên cạnh đó, quý vị cần tận dụng thời điểm để thực hiện những dự án lớn hoặc đầu tư dài hạn. Những tháng cuối năm sẽ mang đến nhiều cơ hội tài chính thuận lợi. Nhờ vào sự ổn định trong công việc và nguồn thu nhập được củng cố, đây là lúc để quý vị nhìn xa hơn. Không chỉ tập trung vào hiện tại mà còn lên kế hoạch cho tương lai,
đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực có tiềm năng, chẳng hạn như bất động sản, cổ phiếu hoặc các dự án mang tính chiến lược, có thể là chìa khóa để đạt được sự thịnh vượng lâu dài. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sự nghiệp, quý vị cũng cần cẩn trọng và tỉnh táo, dù cơ hội nhiều nhưng không phải tất cả đều sẽ mang lại lợi ích. Quý vị cần lựa chọn kỹ càng và phân tích sâu sắc trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ điều gì. Sự nhanh nhạy nhưng không thiếu phần thận trọng chính là yếu tố giúp quý vị giữ vững được thành công trong giai đoạn này. Cuối cùng, với những ai đang tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc, những tháng cuối năm có thể là cơ hội để quý vị chứng tỏ năng lực và tạo dấu ấn riêng. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, thể hiện hết khả năng của mình và không ngần ngại đề xuất những ý tưởng mới. Những nỗ lực này sẽ không chỉ giúp quý vị đạt được sự công nhận từ cấp trên, mà còn có thể mở ra cánh cửa thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Nhìn chung, cuối năm 2024 là thời điểm để quý vị khép lại một năm đầy biến động với nhiều cơ hội rực rỡ. Hãy tiếp tục kiên trì, nhạy bén trong từng bước đi và không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để phát triển. Quý vị sẽ nhận thấy rằng, những nỗ lực và sự cống hiến của mình sẽ không uổng phí mà ngược lại, sẽ mở ra một tương lai sáng lạn hơn rất nhiều so với những gì quý vị từng kỳ vọng. Phương diện tài lộc. Năm 2024, đặc biệt là những tháng cuối năm, hứa hẹn sẽ mang đến sự khởi sắc mạnh mẽ trong phương diện tài lộc cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Sau một khoảng thời gian đầy thử thách, công sức mà quý vị đã bỏ ra trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Đây chính là thời điểm mà tài vận của quý vị sẽ có những bước tiến vượt bậc, tạo điều kiện cho quý vị không chỉ ổn định về tài chính mà còn có khả năng mở rộng và phát triển thêm. Các khoản thu nhập từ kinh doanh hoặc các dự án đầu tư trước đó đã trải qua một thời gian dài không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng đến nay sẽ bắt đầu sinh lời. Những công việc, dự án mà quý vị đã kiên nhẫn theo đuổi và tích lũy trong thời gian qua sẽ bắt đầu gặt hái thành quả. Sự gia tăng này không chỉ giúp quý vị cải thiện tình hình tài chính hiện tại, mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô công việc. Điều này đặc biệt có lợi cho những ai đang kinh doanh hoặc làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Quý vị có thể sẽ cảm thấy đầy động lực và hứng khởi trong việc tận dụng các nguồn lực hiện có để tạo ra thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện những giao dịch lớn hoặc mở rộng kinh doanh lên tầm cao mới. Với sự hỗ trợ từ các quý nhân và điều kiện thị trường thuận lợi, quý vị có thể để tự tin hơn trong việc đưa ra những quyết định tài chính quan trọng, đặc biệt những ai đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô doanh nghiệp. Thực hiện các thương vụ mua bán hoặc đầu tư vào các dự án lớn sẽ tìm thấy rất nhiều cơ hội béo bở trong những tháng cuối năm này. Tuy nhiên, với sự gia tăng tài lộc, quản lý tài chính cũng trở thành một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết khi tài vận đang trên đà thăng tiến. Việc chi tiêu hợp lý và kiểm soát dòng tiền là điều không thể xem nhẹ, mặc dù có thể cảm thấy phấn khởi với những khoản lợi nhuận bất ngờ. Quý vị vẫn nên chú ý đến việc sử dụng chúng một cách khôn ngoan, tránh lãng phí, chi tiêu quá đà hoặc đầu tư vào những dự án không rõ ràng có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có. Cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định đầu tư là yếu tố quan trọng để giữ cho tài chính của quý vị luôn ổn định và bền vững. Đây cũng là lúc để quý vị xem xét các phương án đầu tư dài hạn, đảm bảo rằng không chỉ tạo ra thu nhập ngay lập tức, mà còn xây dựng một tương lai tài chính an toàn và thịnh vượng hơn. Ngoài ra, quý vị cũng cần chuẩn bị một kế hoạch dự phòng cho trường hợp có những biến động bất ngờ trong thị trường hoặc sự thay đổi trong môi trường kinh doanh. Bằng cách dự đoán và lên kế hoạch cẩn thận, quý vị có thể tránh được những tổn thất không cần thiết và luôn giữ vững được thế chủ động trong mọi tình huống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù tài vận đang phát triển mạnh mẽ, nhưng sự thịnh vượng bền vững không chỉ đến từ việc kiếm tiền, mà còn từ việc quản lý và sử dụng tài sản một cách khôn ngoan. Những tháng cuối năm 2024 sẽ là thời gian để quý vị chứng minh khả năng, không chỉ trong việc tạo ra thu nhập mà còn trong việc duy trì và gia tăng tài sản lâu dài. Phương diện sức khỏe. Trong năm 2024, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn 1964 cần được đặt lên hàng đầu và chú trọng nhiều hơn. Mặc dù sự nghiệp và tài lộc đang có những chuyển biến tích cực, nhưng không vì thế mà quý vị nên lơ là việc chăm sóc bản thân. Sức khỏe chính là tài sản vô giá và nếu không chú ý giữ gìn, những căng thẳng, áp lực trong công việc có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng suy nhược, dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Công việc bận rộn và những dự án dồn dập cuối năm có thể khiến quý vị rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần,
mệt mỏi kéo dài. Hệ thần kinh chính là bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất khi quý vị liên tục đối mặt với những áp lực từ cả công việc và cuộc sống gia đình. Tình trạng mất ngủ, đau đầu hoặc suy giảm trí nhớ có thể xuất hiện, đặc biệt đối với những ai thường xuyên làm việc quá sức mà không biết cách thư giãn và xả stress. Đây là dấu hiệu cho thấy quý vị cần điều chỉnh lại lối sống và tập trung hơn vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, huyết áp cũng là một vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt đối với những người tuổi Giáp Thìn, đặc biệt khi đã bước vào giai đoạn trung niên. Việc kiểm soát huyết áp là điều vô cùng quan trọng. Huyết áp cao có thể là hậu quả của sự căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc thói quen sống không khoa học. Nếu không chú ý theo dõi và kiểm tra định kỳ, tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị cần duy trì một lối sống lành mạnh và tìm cách giảm thiểu căng thẳng. Việc duy trì thói quen ăn uống điều độ với chế độ ăn giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ, ít dầu mỡ và muối sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp. Hãy tăng cường các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau xanh, trái cây, các loại hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có cồn hay các loại thức ăn nhanh. Tập thể dục thường xuyên cũng là một yếu tố không thể thiếu để quý vị duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay đạp xe không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức đề kháng, mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc căng thẳng. Duy trì vận động đều đặn sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp. Ngoài ra, quý vị cũng cần chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quên dành thời gian cho những sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là thư giãn với gia đình để cân bằng lại cuộc sống. Những phút giây giải trí và thư giãn không chỉ giúp giảm căng thẳng, mà còn là cách để tái tạo năng lượng, mang lại sự hứng khởi và sáng tạo trong công việc. Cuối cùng, hãy lắng nghe cơ thể và không ngần ngại đi khám sức khỏe định kỳ. Điều này giúp quý vị phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và có hướng điều chỉnh kịp thời. Sức khỏe là nền tảng vững chắc để quý vị tiếp tục phát triển sự nghiệp và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường hay lơ là việc chăm sóc bản thân, dù cho công việc có bận rộn đến đâu. Tóm lại, năm 2024 là một năm có nhiều cơ hội và thách thức trong sự nghiệp, nhưng để đạt được những thành công bền vững, người tuổi Giáp Thìn 1964 cần đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của mình. Chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái, quý vị mới có thể vững bước trên con đường chinh phục mục tiêu trong tương lai. Phương diện gia đạo. Trong năm 2024, người tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ trải qua nhiều biến chuyển trong cuộc sống gia đình, nhưng đến cuối năm, mọi chuyện dường như sẽ trở nên êm đềm và thuận lợi hơn. Nếu trong nửa đầu năm, gia đạo có đôi lúc xảy ra những mâu thuẫn nhỏ hay hiểu lầm giữa các thành viên, thì từ nay đến cuối năm, không khí gia đình sẽ dần được cải thiện, mang lại sự hòa thuận và ấm cúng hơn bao giờ hết. Những xung đột nhỏ vốn có trong cuộc sống hàng ngày là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi quý vị phải đối mặt với áp lực từ công việc và tài chính. Nhưng chính những thử thách này lại trở thành cơ hội để quý vị và các thành viên trong gia đình có cơ hội ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Sự thấu hiểu và lắng nghe chính là chìa khóa quan trọng giúp giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành cũng có thể hóa giải mọi mâu thuẫn và làm lành các rạn trong mối quan hệ gia đình. Vào những tháng cuối năm, quý vị sẽ nhận ra rằng tình cảm gia đình trở nên khăng khít và bền chặt hơn. Những gì từng gây ra hiểu lầm, những lần cãi giả nhỏ nhặt sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Thay vào đó, sự cảm thông và yêu thương sẽ dần lấp đầy khoảng cách giữa các thành viên. Đây là khoảng thời gian mà quý vị sẽ thấy rõ giá trị của gia đình, khi mọi người đều cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung, xây dựng một gia đình hạnh phúc và đoàn viên. Những cuộc đoàn tụ trong gia đình vào dịp cuối năm sẽ mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười, không chỉ là dịp để cả gia đình ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện trong suốt một năm đã qua, mà còn là cơ hội để quý vị cùng các thành viên gắn bó hơn, cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Không khí hạnh phúc và ấm áp trong gia đình sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp quý vị có thêm năng lượng để vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Ngoài ra, trong thời gian này, quý vị cũng có thể sẽ nhận ra vai trò quan trọng của mình trong việc giữ gìn và duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Dù bận rộn với công việc, quý vị vẫn nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc các thành viên khác, lắng nghe những tâm sự và lo toan của họ.
Sự quan tâm chân thành và chia sẻ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng trong các mối quan hệ mà còn tạo ra sự gắn kết lâu dài. Quý vị chính là người cầm lái, giữ cho con thuyền gia đình luôn tiến về phía trước, vượt qua mọi sóng gió. Cuối năm cũng là lúc thích hợp để tổ chức những buổi gặp mặt liên quan hay những chuyến đi chơi gia đình, không chỉ giúp cả nhà có thời gian bên nhau mà còn là cách để mọi người tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, củng cố thêm tình cảm. Hãy tận dụng cơ hội này để bù đắp cho những khoảng thời gian bận rộn trước đó, khi công việc và áp lực cuộc sống đôi khi đã làm quý vị sao nhãng việc quan tâm đến những người thân yêu. Sự êm ấm và hòa thuận trong gia đình không chỉ là niềm vui riêng của quý vị mà còn là nền tảng vững chắc để quý vị yên tâm phát triển sự nghiệp và chăm lo cho bản thân. Khi mọi chuyện trong gia đình đã ổn định, quý vị sẽ có thêm tinh thần và năng lượng để tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Gia đình chính là bến đỗ bình yên, là nơi mà quý vị luôn có thể trở về sau mỗi chuyến hành trình đầy thử thách trong cuộc sống. Tóm lại, những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang lại cho người tuổi Giáp Thìn 1964 một không gian gia đình tràn đầy yêu thương và đoàn viên. Hãy luôn trân trọng và gìn giữ những khoảnh khắc bên gia đình, bởi đó chính là nguồn cảm hứng và động lực lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch hay còn gọi là tháng Ất Hợi, được dự báo là một tháng tràn đầy vận may về tài chính đối với người tuổi Giáp Thìn 1964. Đây là khoảng thời gian mà quý vị sẽ cảm nhận được sự khởi sắc rõ rệt trong công việc và tài lộc, những may mắn bất ngờ có thể đến, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh. Nếu trước đây quý vị đã ấp ủ những kế hoạch mở rộng quy mô hay thử sức với những dự án mới, thì tháng này chính là thời điểm hoàn hảo để biến những dự định đó thành hiện thực. Vận may về tài chính sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là tháng mà các khoản đầu tư trước đó có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể. Những hợp đồng hay dự án quý vị đã ký kết từ trước cũng sẽ cho thấy sự phát triển ổn định, giúp quý vị cảm thấy tự tin hơn về con đường mình đã chọn. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội mở rộng công việc, tháng Ất Hợi này mang đến cơ hội lớn để quý vị thử sức với những lĩnh vực mới mẻ, đầy tiềm năng. Đặc biệt trong tháng này, các kế hoạch mở rộng quy mô công việc sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cả tài chính và các mối quan hệ. Nếu quý vị đang cân nhắc việc mở rộng sản phẩm, dịch vụ hoặc nâng cao chất lượng công việc thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào thực hiện. Những quyết định quan trọng có thể mang lại bước tiến lớn và sự thịnh vượng lâu dài. Hãy tự tin vào khả năng của mình và đừng ngại thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Ngoài ra, tháng Ất Hợi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị tìm hiểu và đầu tư vào những lĩnh vực mới mà trước đây có thể quý vị chưa dám mạo hiểm. Đây là thời điểm để quý vị mở rộng tầm nhìn, khám phá những cơ hội tiềm ẩn trong các lĩnh vực mà quý vị chưa từng thử. Tuy nhiên, khi đầu tư, quý vị cũng cần thận trọng, đảm bảo đã tìm hiểu kỹ lưỡng về những rủi ro tiềm tàng trước khi đưa ra quyết định. Mặc dù vận may tài chính đang nở rộ, nhưng sự cân nhắc cẩn thận vẫn là chìa khóa để quý vị đạt được thành công bền vững. Các mối quan hệ xã hội trong tháng này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những cơ hội tài chính. Quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người thân thiết hoặc từ những đối tác có cùng chí hướng. Sự hợp tác với những người có kinh nghiệm hoặc các đối tác tiềm năng sẽ giúp quý vị mở rộng quy mô công việc một cách thuận lợi. Đôi khi, những ý tưởng mới đến từ các cuộc trò chuyện, trao đổi với những người xung quanh sẽ là chìa khóa để quý vị mở ra những cánh cửa mới. Tuy nhiên, trong lúc tài lộc đang thăng hoa, quý vị cũng nên giữ cho mình sự tỉnh táo và khôn ngoan trong các quyết định chi tiêu. Dù may mắn có đến nhưng việc quản lý tài chính một cách cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Đừng để những thành công tức thời làm lu mờ khả năng đánh giá dài hạn của mình. Hãy tiếp tục duy trì sự kiên nhẫn và kỷ luật tài chính, tránh những khoản chi tiêu xa hoa hay những quyết định thiếu suy nghĩ. Chỉ khi quý vị biết cân đối giữa cơ hội và rủi ro, sự nghiệp và tài lộc mới có thể phát triển bền vững. Tháng Ất Hợi này không chỉ là thời gian để quý vị mở rộng quy mô công việc, mà còn là dịp để quý vị nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân. Hãy dành thời gian để học hỏi thêm về những lĩnh vực mới mà quý vị đang hướng tới hoặc tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn. Sự đầu tư vào bản thân luôn mang lại giá trị lâu dài, giúp quý vị tự tin hơn khi đối mặt với những cơ hội lớn trong tương lai. Tổng kết lại, tháng 10 âm lịch, Ất Hợi
là thời điểm vàng son về tài chính đối với tuổi Giáp Thìn 1964. Quý vị không chỉ nhận được nhiều cơ hội trong công việc, mà còn có khả năng mở rộng quy mô và thử sức với những lĩnh vực mới. Điều quan trọng là quý vị cần phải biết tận dụng vận may của mình, đồng thời luôn giữ tỉnh táo và thận trọng trong mọi quyết định. Hãy để tháng này trở thành bước đệm mạnh mẽ, giúp quý vị tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và tài lộc trong tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch hay còn gọi là tháng Bính Tý, hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Giáp Thìn 1964 những cơ hội quý báu và sự hỗ trợ đáng giá từ quý nhân. Đây chính là thời điểm mà quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự thuận lợi trong công việc, khi mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Những mối quan hệ xã hội mà quý vị đã xây dựng và duy trì trước đó sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ, mang đến cho quý vị những cơ hội tốt và sự trợ giúp cần thiết để tiến xa hơn. Trong tháng này, có thể nói rằng quý vị sẽ nhận được nhiều lời khuyên và sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm và tầm nhìn xa. Quý nhân có thể là một người bạn, đồng nghiệp hoặc thậm chí là một người mà quý vị mới gặp, nhưng họ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến con đường sự nghiệp của quý vị. Hãy mở lòng đón nhận những ý kiến và gợi ý từ họ, vì chúng có thể trở thành những kim chỉ nam quan trọng, giúp quý vị thực hiện những dự án lớn mà mình đã ấp ủ từ lâu. Đặc biệt, tháng Bính Tý này chính là khoảng thời gian lý tưởng để quý vị bắt tay vào thực hiện các dự án lớn. Những kế hoạch mà quý vị đã chuẩn bị từ trước sẽ dần có điều kiện chín mùi để thực hiện. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ giúp mọi việc trở nên suôn sẻ hơn và quý vị có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại mà trước đây đã khiến bạn băn khoăn. Đừng ngại mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo, vì đây là thời điểm mà sự đổi mới sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Tháng này cũng là thời điểm tuyệt vời để đầu tư dài hạn. Nếu quý vị đang có trong tay những dự án hoặc kế hoạch kinh doanh mà mình tin tưởng, hãy tự tin tiến hành chúng. Thời điểm này, tài vận của quý vị sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và những khoản đầu tư này có thể mang lại những lợi nhuận đáng kể trong tương lai gần. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, sự thận trọng vẫn luôn là yếu tố then chốt. Hãy đảm bảo rằng quý vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có một chiến lược rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Ngoài ra, tháng Bính Tý cũng là thời gian để quý vị xem xét lại các mối quan hệ trong công việc. Những người mà quý vị đã hợp tác trong thời gian qua có thể là nguồn lực quan trọng để quý vị tiến xa hơn. Hãy tìm cách gắn kết và củng cố các mối quan hệ này, bởi sự hợp tác ăn ý có thể mang lại những kết quả bất ngờ và tạo ra những cơ hội phát triển mới. Về mặt tâm lý, tháng này có thể giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn và tự tin hơn vào quyết định của mình. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ mang lại cho quý vị không chỉ sự hướng dẫn, mà còn là niềm tin để thực hiện những điều mà trước đây có thể quý vị còn chần chừ. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để khẳng định bản thân và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuối cùng, hãy ghi nhớ rằng tháng 11 âm lịch, Bính Tý sẽ là một tháng đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cánh cửa mới cho tuổi Giáp Thìn 1964. Quý vị sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ và đồng hành của quý nhân, giúp công việc của mình trở nên thuận lợi hơn. Hãy nắm bắt những cơ hội, thực hiện các dự án lớn và đầu tư dài hạn với sự tự tin, để biến tháng này trở thành một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch hay còn gọi là tháng Đinh Sửu sẽ là một đỉnh cao tuyệt vời của niềm vui và hạnh phúc đối với người tuổi Giáp Thìn 1964. Đây không chỉ là thời điểm khép lại một năm với nhiều thử thách, mà còn là dịp để quý vị tận hưởng những thành quả mà mình đã gặt hái được sau một hành trình dài đầy nỗ lực và cố gắng. Cảm giác đoàn viên bên gia đình sẽ là món quà quý giá nhất mà tháng này mang lại. Không khí ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong gia đình sẽ là điểm nhấn nổi bật trong tháng Đinh Sửu. Những buổi sum họp, những bữa tiệc Tết ấm cúng sẽ khiến quý vị cảm nhận rõ rệt giá trị của tình thân và sự gắn kết. Mọi mâu thuẫn hay bất đồng nhỏ nhặt trước đó sẽ được hòa giải, giúp gia đình quý vị trở nên hài hòa và đoàn kết hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những tiếng cười và những câu chuyện hạnh phúc, biến ngôi nhà trở thành một tổ ấm thực sự. Về mặt tài lộc, tháng này hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị sự dồi dào và khấm khá trong mọi khía cạnh tài chính. Những khoản thu nhập từ công việc hay đầu tư sẽ bắt đầu đổ về, giúp quý vị cảm thấy thoải mái hơn về mặt tài chính. Thời điểm này là lúc lý tưởng để quý vị chi tiêu cho gia đình, dành tặng những món quà ý nghĩa cho những người thân yêu hoặc tổ chức những bữa tiệc Tết hoành tráng để chào đón năm mới.
Tết không chỉ là dịp để tận hưởng thành quả, mà còn là thời gian để quý vị suy ngẫm và đặt ra mục tiêu mới cho năm tới. Hãy dành chút thời gian trong tháng này để xem xét lại những gì đã làm được trong suốt một năm qua, để từ đó đưa ra những quyết định và kế hoạch cho tương lai. Quý vị có thể tham gia các hoạt động phong tục tập quán như dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây mai, cây đào và chuẩn bị mâm cỗ Tết, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho gia đình. Tháng Đinh Sửu cũng là thời điểm để quý vị thể hiện lòng biết ơn đến những người đã hỗ trợ và đồng hành cùng mình trong suốt một năm qua. Hãy gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp và những món quà nhỏ để thể hiện sự trân trọng. Những hành động này không chỉ giúp củng cố mối quan hệ, mà còn tạo ra một không khí tích cực cho năm mới đang đến gần. Trong tháng này, sức khỏe của quý vị cũng sẽ ổn định, giúp quý vị có đủ năng lượng để tận hưởng những ngày Tết vui vẻ bên gia đình. Hãy nhớ duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời đừng quên chăm sóc bản thân để luôn trong trạng thái tốt nhất. Điều này sẽ giúp quý vị thoải mái hơn khi tham gia vào các hoạt động Tết, từ chuẩn bị bánh chưng, bánh tét đến việc sum họp bên bàn tiệc. Tổng kết lại, tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu sẽ mang đến cho tuổi Giáp Thìn 1964 một bầu không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đây là lúc để quý vị tận hưởng thành quả sau một năm làm việc vất vả, củng cố những mối quan hệ gia đình và hướng đến một năm mới tràn đầy hy vọng. Hãy để tháng này trở thành một kỷ niệm đẹp trong hành trình cuộc đời và cùng nhau chào đón một năm mới với nhiều cơ hội và thành công đang chờ đón phía trước. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024 là thời điểm quan trọng để người tuổi Giáp Thìn 1964 xem xét và hóa giải những vận hạn còn sót lại, nhằm tạo điều kiện cho một năm mới thuận lợi và thành công hơn. Để thực hiện điều này, quý vị cần chú trọng đến một số phương pháp phong thủy và các hoạt động tâm linh mang lại phước lành. 1. Giữ gìn phong thủy nhà cửa. Phong thủy có ảnh hưởng lớn đến tài lộc và sức khỏe của gia đình. Để hóa giải vận hạn, quý vị nên thực hiện các biện pháp sau. Dọn dẹp nhà cửa. Thời điểm cuối năm là lúc lý tưởng để dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống. Hãy loại bỏ những đồ vật không cần thiết, tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà. Việc này không chỉ giúp không gian sạch sẽ, mà còn làm cho năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông. Sắp xếp đồ đạc hợp lý. Đảm bảo rằng các vật dụng trong nhà được sắp xếp hợp lý, tránh để những đồ vật sắc nhọn hay vật gây bế tắc. Hãy ưu tiên các đồ vật tượng trưng cho tài lộc như cây xanh, đá phong thủy và CACC biểu tượng mang lại may mắn. Bài trí bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên nên được giữ sạch sẽ và được trang trí tươm tất. Hãy thường xuyên thay nước, dọn dẹp hương đèn và chuẩn bị lễ vật để thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên. Việc này không chỉ giúp thu hút năng lượng tốt, mà còn làm gia tăng phước lành cho gia đình. 2. Lễ cúng vào các ngày lễ quan trọng. Những ngày lễ, Tết là dịp để quý vị thực hiện các lễ cúng tổ tiên, nhằm bày tỏ lòng thành kính và cầu mong sự phù hộ cho gia đình. Chuẩn bị lễ vật tươm tất. Hãy chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ với các món ăn truyền thống mà tổ tiên ưa thích. Điều này không chỉ thể hiện lòng thành, mà còn giúp gia đình gắn kết và giữ gìn văn hóa. Thành tâm cầu nguyện. Trong các buổi lễ, quý vị nên dành thời gian để thành tâm cầu nguyện cho những điều tốt đẹp trong tương lai, hướng tới việc cầu mong sức khỏe, bình an và tài lộc cho cả gia đình. 3. Làm từ thiện và giúp đỡ người khác. Một trong những cách hóa giải vận hạn hiệu quả chính là thực hiện các hành động tốt đẹp. Quý vị có thể tham gia các hoạt động từ thiện. Dành thời gian tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là cách để lan tỏa yêu thương, mà còn tạo ra những phước lành cho bản thân. Chia sẻ niềm vui. Hãy chia sẻ những điều tốt đẹp, những món quà nhỏ hoặc sự giúp đỡ cho những người xung quanh, từ hàng xóm, bạn bè đến đồng nghiệp. Điều này không chỉ tạo ra không khí tích cực, mà còn giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc hơn. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Hãy tham gia vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng như phát quà Tết cho trẻ em nghèo, tổ chức các buổi họp mặt từ thiện. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn giúp quý vị cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực. 4. Thiền định và tạo không gian an lành. Cuối năm là thời điểm thích hợp để quý vị dành thời gian cho bản thân qua việc thiền định và tìm kiếm sự bình an nội tâm. Thiền định thường xuyên. Hãy dành ít nhất 10 đến 15 phút mỗi ngày để thiền định tập trung vào hơi thở và tâm trí. Việc này giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
tạo không gian sống an lành. Hãy bố trí không gian sống của mình sao cho thật an lành và dễ chịu. Những yếu tố như âm nhạc nhẹ nhàng, hương thơm từ nến hay các loại thảo mộc tự nhiên sẽ giúp quý vị thư giãn và khôi phục năng lượng tích cực. Cuối năm 2024 sẽ là cơ hội để quý vị hóa giải vận hạn, tạo nên một khởi đầu mới cho năm tới bằng cách chú trọng đến phong thủy, thực hiện các lễ cúng tổ tiên, làm từ thiện và tạo không gian bình an. Quý vị sẽ thu hút được nhiều năng lượng tích cực, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi và hạnh phúc hơn. Hãy tin rằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này sẽ mang lại những phước lành to lớn, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng và thành công. Thưa quý anh chị, cổ nhân luôn khẳng định rằng an yên trong tâm trí là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc. Đối với người tuổi Giáp Thìn, khi bước vào giai đoạn tuổi già, điều quý giá nhất không phải là danh vọng hay tiền tài, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Điều này nhắc nhở quý vị rằng trong hành trình cuộc sống, sức khỏe tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi tâm trí thanh thản, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn và những lo âu hay căng thẳng sẽ không còn là rào cản. Để đạt được sự bình an trong tâm hồn, quý vị cần học cách buông bỏ những lo toan không cần thiết. Đôi khi, chúng ta có xu hướng gắn bó với những phiền muộn, những ký ức không vui, mà quên mất rằng cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ để tận hưởng. Hãy tập trung vào những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như việc thưởng thức một ly trà nóng, đi dạo dưới ánh nắng, hay đơn giản là ngắm nhìn cây cối xanh tươi. Những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chính là nguồn cảm hứng và hạnh phúc cho cuộc sống. Phật dạy rằng, những người biết giữ lòng bình an sẽ luôn nhận được phước lành từ cuộc sống. Thật vậy, khi tâm hồn thanh tịnh, quý vị sẽ mở ra cánh cửa đón nhận những điều tốt đẹp. Trong những tháng cuối năm, hãy dành thời gian cho bản thân, chăm sóc sức khỏe và tạo ra một môi trường sống thoải mái, hòa thuận với những người thân yêu. Các hoạt động như thiền, đọc sách hoặc tham gia vào những sở thích cá nhân sẽ giúp quý vị cảm thấy bình an hơn. Thực hiện những thói quen lành mạnh cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì sự an yên trong tuổi già. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn. Những hành động này không chỉ giúp quý vị có một cơ thể khỏe mạnh, mà còn hỗ trợ tâm trí trở nên tích cực hơn. Một tâm trí minh mẫn và một cơ thể tràn đầy sức sống sẽ giúp quý vị dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, sự bình an nội tâm sẽ mang lại sức mạnh tinh thần to lớn, như một tấm khiên bảo vệ quý vị khỏi những gợn sóng của cuộc đời. Đôi khi, những thách thức và khó khăn có thể đến bất ngờ, nhưng với một tâm hồn bình thản, quý vị sẽ có đủ khả năng để đối mặt và vượt qua. Điều này chính là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn về lâu dài. Cuối cùng, hãy sống với lòng biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Dành thời gian để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh và chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh sẽ làm giàu thêm cuộc sống của quý vị. Hãy ghi nhớ lời dạy của cổ nhân. Sống một cuộc đời an yên không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một hành trình để quý vị tự khám phá và thực hành mỗi ngày. Tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 từ nay tới Tết 2025 không chỉ hứa hẹn những điều tích cực, mà còn mở ra những cánh cửa mới đầy hứa hẹn cho quý vị. Trong hành trình này, sự nghiệp và tài lộc sẽ thăng hoa, mang lại cho quý vị nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Gia đạo sẽ trở nên ấm cúng, hòa thuận, nơi mà mọi thành viên đều cảm nhận được sự yêu thương và gắn kết. Bên cạnh đó, sức khỏe của quý vị sẽ ổn định, là nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch trong tương lai. Để đạt được những điều này, hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều thử thách, nhưng chính cách mà chúng ta đối diện và vượt qua chúng sẽ định hình nên tương lai của chúng ta. Hãy sống tích cực và hãy nhớ rằng, mỗi ngày trôi qua là một món quà quý giá mà cuộc sống dành tặng cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích và muốn tiếp tục theo dõi những dự đoán tử vi thú vị khác, đừng ngần ngại like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Mỗi lượt tương tác của quý vị không chỉ giúp kênh phát triển, mà còn mang lại động lực cho chúng tôi tiếp tục chia sẻ những kiến thức bổ ích về tử vi, phong thủy và cuộc sống. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong những ngày lễ quan trọng và đón chào năm mới với tâm thế tràn đầy hy vọng và năng lượng tích cực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi.